ngon mà. Có đại hôn này cũng của một chồng ngày 12 tháng tháng 3 âm lịch hàng năm. Đây là ngày chính lễ của ổng luôn, tưởng nhớ ổng. Ngày sinh thì không ai chừng ra được, thì mất năm 1875. Coi như là ngày tưởng nhớ Đức Phật Trùng vắng mặt ở Chi Tôn, Sa Lôn, Luân Phi, huyện Chi Tôn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Yeah.
Hãy subscribe.